Hello nha, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đó là cách tải con game, đó là con game gì em ơi, con game Câu 88. Thì hiện tại là có rất nhiều anh em tải con game fake này, nạp vào được nhưng mà rút ra không được. Thì sau đó các bạn nói là Câu 88 không còn uy tín nữa, Câu 88 bịp. Nhưng mà game nào mà trả được anh em ơi. Nhưng mà nó chắc chắn là Câu 88 nếu các bạn tải được nguyên chính gốc ấy, chính thống nha, thì các bạn sẽ rút được thưởng bình thường thôi. Và các bạn có những cái sai lầm như này, trước tiên mình sẽ nói cái sai lầm các bạn khi tải con game Câu 88 trước nha, để các bạn tránh nha anh em ơi, tránh nha, để các bạn không gặp sai lầm cho dù đến mà các bạn chơi những con game như Sun Win này hay là 68 ván bài này hay bất cứ con game khác, thì các bạn cũng biết cách tải. Và tí nữa mình sẽ chia sẻ anh em cách check con game nó có uy tín hay không và cách kiểm tra con game đó nó có xanh chín hay không. Thì tí nữa mình sẽ chia sẻ cách tải nha, chia sẻ anh em cách để kiểm tra nha. Nhưng mà trước khi chơi ấy, bất kỳ con game thì mình khuyên các em này không nên chơi con game. Có thể ngày hôm nay em chơi Go 88 xui thì em có thể ra cho em Sun Win xui thì em có thể ra cho 68 bài xui thì em phụ ngược lại cái chơi con game của con em kia. Nhưng mà các bạn phải chọn game uy tín này nha. Và các bạn muốn tải nhanh nhất thì mình sẽ những con game nào uy tín nhất ấy, thì mình sẽ để đường link ở phía dưới mô tả nha em ơi, thì để anh em có thể click vào chơi 100% là nó uy tín luôn. Bởi vì mình đã gọi là nói như nào cho đúng nha, bởi vì mình đã gọi là tìm hiểu rất kỹ nhiều con game rồi và mình chơi rất nhiều con game. Nhưng mà trước hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cách tải Go 88 mình nói sai lầm trước nha. Sai lầm đầu tiên anh em đó là khi tải con đó em nhấn như thế này và sau đó nó ra những cái đường link như này. Nhưng mà các bạn thấy đây cái gì đấy không, đã tải trợ, nghĩa là cái link này nó đang quảng cáo. Thành ra ví dụ các bạn ơi, nếu mà con game chính thống thì việc gì, nghĩa là con game uy tín ấy, thì việc gì nó phải tải được link mạo danh như này. Mạo danh này thì các bạn chắc chắn nếu các bạn tải với các bạn chỉ cần nạp vào được, nhưng mà rút ra thì không được đâu nha. Nhớ điều đó cho mình nha. Hoặc hay là đường link này cũng được tài trợ nha em ơi. Đã tài trợ như này là các bạn không khuyến khích, mình không khuyến khích các bạn đó là tại vì các bạn sẽ bị gọi là nạp vào đứng mà rút ra không được ấy. Đó là cái sai lầm đầu tiên ạ. Cái sai lầm thứ hai đó là các bạn vào YouTube đây, các bạn nhấn tải Go 88 đây thì các bạn sẽ ra những link như này. Nhưng mà các bạn tải thì nó uy tín ấy, nhưng mà có rất nhiều kênh YouTube nó hiện tại nó chia sẻ anh em tải Go 88 nhưng mà đường link phía dưới nó là đường link game khác, nhưng mà có game ấy nó game bịp anh em, mình đã thử test rồi nó game bịp anh em ơi. Nhưng mà mình không nói là 100% các kênh đều như vậy nha, có game nó uy tín nha. Nhưng bây giờ thì mình sẽ, trước khi đó thì mình khuyên anh em này, mình không khuyến khích anh em, đây này các bạn thấy không, tải Go 88 mà ở đây nó còn có đường link này các bạn này, đường link này các bạn thấy không, đường link các bạn thấy gì không, đây này Go88v.today đúng không, các bạn thấy không, đấy bên này cũng có này Go88v.today, nghĩa chắc chắn nó game này bịp rồi. Thì các bạn phải lướt xuống các bạn xem những cái này này, có thể hiện tại đây nó mình không biết như nào nha. Nhưng mà các bạn đấy, các bạn trước tiên các bạn đã tạo một tài khoản trước đó rồi đúng không, các bạn đã tạo một tài khoản trước đó rồi thì mình chắc chắn các bạn sẽ biết rằng là nếu nó uy tín thì các bạn vẫn đăng nhập game vào bình thường. Mà game nó không uy tín là các bạn đăng nhập vào là các bạn nó sẽ báo sai tài khoản mật khẩu, vì cái game nó không phải game chính thống mà. Thì bây giờ mình sẽ để hai đường link ở đây nha, thì bây giờ mình sẽ nhấn vào luôn nha, để hai đường link đây này, đấy đây là hai đường link nha anh em ơi, hai đường link mà chắc chắn nó uy tín. Nhưng mà sau một thời gian nó có thể là nó chặn anh em, bởi vì Go 88 hiện tại nó bị chặn rất nhiều. Thành ra các bạn hãy nhớ điều đó cho mình nha, mình sẽ cập nhật thường xuyên. Nếu các bạn mà hoặc là những con game nào mà mình chưa tìm được ra đường link tải thì mình sẽ để link game nào mình hiện tại đang chơi uy tín, mình sẽ để link dưới mô tả anh em cạo nha. Thì đây này, bây giờ mình sẽ nhấn vào này, nhấn đường link như thế này các bạn này, play Go 88 play.go88v.com và tải Go 88. Đây là đường link trên đấy, đường link web, link phía dưới là đường app đấy, là nghĩa là tải được máy luôn đấy. Ok nha các bạn ơi, đó là cái cách để các bạn tải Go 88 nha. Còn bây giờ mình sẽ vào một cái tựa cái bất kỳ nha anh em ơi, muốn gì vào một tựa cái bất kỳ nó còn uy tín đấy, mình sẽ chia sẻ anh em đó là cách để check công ty nó có uy tín không. Thì bây giờ cái bước quan trọng nhất đó là các bạn, khi các bạn thấy công ty Sun Win hay Go 88 hay 68 bài, bất kỳ con game nào không uy tín nữa hay là bất kỳ con game nào bị link chặn ấy, các bạn mà ham chơi quá, các bạn không biết con game nào uy tín, các bạn tìm rất nhiều con game, nhưng mà cái cách để các bạn kiểm tra xem con game nào có uy tín không nha, bước đầu tiên nha, các bạn phải mở phần mục tài xỉu này và mở năm trước này, và các bạn chỉ cần kiểm tra một trong hai, nhưng mà tốt nhất các bạn kiểm tra hai con game thôi nha, mở năm và phần mục tài xỉu này. Cái hũ này đang nó là 5.2 đấy các bạn ạ, càng ngon càng nhé thôi. Nhưng mà cái đó không quan trọng, bây giờ mình sẽ chia sẻ 3 bước để em kiểm tra con game nó có uy tín không nha. Bước số 1 này,
Bước 1 ấy là các bạn phải nạp vào, phải tép nha, phải nạp vào 100 ngàn thôi. Và sau đó các bạn phải thắng nha, phải thắng cho mình, thắng lên 50 ngàn thôi là các bạn đã thắng 150 ngàn rồi đúng không? Thì sau đó các bạn rút 150 ngàn này, nếu mà rút thưởng dưới 3 phút thành công ấy, thì ok, con game nó có thể các bạn tạm chơi được. Nhưng mà đây là mới bước 1 thôi nha. Chưa, khoan là nạp to nha. Nếu các bạn muốn đánh to, khoan là nạp to nha. Và bước đầu tiên là nếu rút thưởng dưới 3 phút thì các bạn chơi, ôi trời ơi, vãi nên nộ hụ luôn này, vãi đạn kìa. Dưới 3 phút thì các bạn chơi nha. Nếu mà đổi thưởng dưới 3 phút, nhanh trong dưới 3 phút các bạn chơi, đó là bước đầu tiên à. Nhưng mà các bạn quan trọng nhất đó là phải thắng nha. Phải thắng nha anh em ơi. Đó là cái bước đầu tiên à. Và bước thứ hai là các bạn cũng rất quan trọng anh em ơi. Bước thứ hai nha. Bước thứ hai này cũng rất rất gì là quan trọng anh em ơi. Đó là các bạn tạo hai tài khoản nha, trên hai máy khác nhau cùng một con game nha. Ví dụ máy đây là máy 1 này, máy 2 này. Đây là ví dụ mình máy 2 thôi nha. Thì các bạn đây máy 1 này, mình ghi ra luôn đi, máy 2. Đây là bước 2 nha anh em ơi. Bước 2 là các bạn cần tạo hai tài khoản trên hai máy khác nhau xem kết quả nó có giống nhau hay không, cái cầu nó có giống nhau hay không, và số dây đếm ngược này, và cái số nổ hù, số tiền đặt mỗi bên có giống nhau hay không, game đó nó có cân kèo hay không, game đó số lượng người đặt có nhiều hay không, và số lượng người đặt ấy thì tổng số lượng tiền đặt nó có nhiều hay không. Rất, cái đó rất quan trọng nha. Thì bây giờ mình sẽ nói cụ thể lại bước 2 này. Bước 2 ấy đó là các bạn tạo hai tài khoản này trên hai máy khác nhau. Đây là ví dụ máy 1 và máy 2 nha. Các bạn phải có hai máy nha. Thì sau đó các bạn xem kết quả nó, kết quả dưới này nó có giống nhau không này. Kết quả dưới này có giống nhau không này. Nhớ điều này, máy 1 máy 2 kết quả phải giống nhau nha. Đó là cái thứ nhất nè. Đây ở trong bước 2 nha. Bước đầu tiên ở trong bước 2 nha. Và cái thứ hai đó là các bạn phải kiểm tra xem số tiền đặt của con game này nó có nhiều hay không. Số tiền đặt mỗi bên nó có dự nhiều hay không. Ví dụ mỗi bên mà 15 mê đi, bên này 15 mê, bên này 15 mê, cân kèo 15 mê, những con game nó các bạn nên chơi không? Không nên chơi các bạn à. Bởi những con game nó các bạn chơi thì trước sau thì các bạn chả ra đảo. Bởi vì là nếu bạn số lượng tiền đặt ít như vậy, nếu các bạn nạp vào 10 mê nó soi ngay chứ, đúng không? Thì các bạn phải kiểm tra bước thứ hai của bước 2 này ấy. Các bạn xem số tiền đặt nó có nhiều hay không. Đó, số dây đếm ngược nó hai bên máy nó có giống nhau hay không, số tiền đặt hai bên máy nó có giống nhau hay không. Không giống nhau các bạn không nên chơi nha. Cho dù kết quả dưới này giống nhau nhưng mà số tiền đặt nó không giống nhau, các bạn không nên chơi đâu nha. Và cái tiếp theo đó, cái nổ hũ này giống nhau hay không, số người đặt nó có giống nhau hay không. Đấy, chứ các bạn mà chơi những con game mà cái này khác hoàn toàn, hai máy cùng một con game nhưng mà hai máy nó khác hoàn toàn nhau, hoặc là khác tầm 70, khác tầm 90% các bạn không nên chơi rồi. Bởi vì nếu các bạn khác 90% là lúc đấy các bạn đang chơi trên một con game mà các bạn chơi trên hai server khác nhau này, chắc chắn các bạn sẽ thua rồi, không có chuyện thắng nó đâu. Các bạn nên nhớ cái điều đó cho mình nha, nên nhớ cái điều đó cho mình nha. Không nên chơi những con game nói như nha, chơi những con game mà các bạn chỉ có toang đấy. Nhưng mà để kiểm tra bước 2 này, các bạn phải bước 1 các bạn phải tẹp đấy nha. Chứ có những con game mà nó bước 2 này ok, bước 1 ok nhưng mà nó vẫn bị. Các bạn phải song song ba yếu tố, cả bước 1, bước 2, bước 3 thì các bạn mới gọi là con game nó khả năng uy tín, là nó trên 80% là uy tín rồi nha. Chứ game nào thì nó chả bị anh em đúng không? Và bây giờ mình sẽ nói bước thứ 3 nha. Bước thứ 3 này, đó các bạn xem con game này có nhiều người chơi không? Trên YouTube hay là trên các trang mạng khác, các bạn xem có nhiều người chơi không? Nếu không nhiều người chơi các bạn không nên chơi nha, nhớ điều đó cho mình nha. Thì ok, đó là cái cách để mình chia sẻ anh em, đó là cách kiểm tra game cho những trường hợp đó là anh em chơi con game hơn 8-6-8 bài xung win. Nếu nó không uy tín thì mình nói chung là con game nào mà đang chơi được, mình cảm nhận đang uy tín ấy, mình sẽ để link ở phía dưới cả nha anh em ơi, để anh em tham khảo và chơi. Mình không khuyến khích anh em chơi bất kỳ con game gì đó nha. Mình thấy con game nào mình hiện tại đang chơi ok, đội thưởng thành công, mình đều để link phía dưới cả, link ở phía dưới mô tả video để anh em tham khảo và chơi thôi nha.